Xin chào các bạn. Hôm nay anh Tư nuôi nhộng bị vợ đuổi khỏi nhà do anh giấu quỹ đen bị vợ phát hiện. Tủi thân quá, anh đi cho sâu ăn để xả stress. Nhìn miếng xúc tu bạch tuộc này thật tươi ngon quá đi mất. Nếu mà đem đi nhúng lẩu rồi chấm với sốt mù tạt thì thùng bia tới câu chuyện với tôi ngay. Đồ ăn ngon như này mà anh Tư đem cho sâu ăn, bảo sao vợ không cho vào nhà là đúng rồi anh ạ. Bọn sâu này chỗ tôi gọi là sâu bột, chuyên được nuôi để cho chim ăn. Nhìn chú sâu này ngồi ăn say sưa, trông cũng ngon miệng ra phết các bạn nhỉ. Nhưng với tốc độ ăn của cả đàn như này thì cần phải mất tới hơn một ngày mới có thể ăn hết hoàn toàn được miếng xúc tu bé tẹo kia. Sau 32 giờ, anh Tư quay lại kiểm tra thì thấy miếng xúc tu chỉ còn là một miếng thịt khô. Ăn thịt rồi thì giờ cần bổ sung thêm rau để lấy chất xơ và các vitamin nữa chứ nhỉ. Anh Tư cho bọn sâu ăn một cục cây cà rốt non, bọn này phải nói là ăn rất khôn. Chúng trèo lên và liên hoan phần củ mọng nước trước, sau đó là những lá non xanh mơn mởn. Cuối cùng chúng ăn tới phần rễ cây, làm cây không còn được cung cấp nước và dần héo rũ xuống. Quá trình này diễn ra trong 80 giờ. Nhưng để bọn sâu ăn hết hoàn toàn cả gốc lẫn ngọn thì cần đến 160 tiếng các bạn ạ. Như vậy là gần 7 ngày so với xúc tu bạch tuộc chỉ mất có hơn một ngày. Thì ra mấy con sâu này cũng thích ăn thịt và lười ăn rau giống như tôi. Món tiếp theo mà anh Tư cho sâu ăn là món sushi nhưng không có rong biển và cơm nắm, hay còn được gọi là thịt cá sống. Vừa mới bắt đầu, lũ sâu đã lao vào miếng thịt ăn lấy ăn để. Có vẻ ăn nãy giờ chúng nó cũng bắt đầu thấy no, nên miếng cá này tốn đến 60 giờ mới có thể ăn hết. Quả chanh này cũng chịu chung số phận với đống đồ ăn kia. Dù vỏ chanh rất đắng và nước thì vô cùng chua, nhưng với cái bụng không đáy của bọn sâu thì món gì chúng nó cũng đớp. Kể cả tem dán trên vỏ quả chanh cũng bị chúng ăn bằng sạch. Sau 130 giờ thì quả chanh đã bị ăn hết một nửa. Phần còn lại cũng bị dọn dẹp sạch sẽ trong 170 giờ sau đó. Giờ đã đến lúc ăn món chính của hôm nay. Các bạn đoán xem cần bao nhiêu thời gian để lũ sâu có thể ăn hết được quả dưa hấu này? Đáp án là không bao giờ. Sau 250 giờ, tức là hơn 11 ngày, quả dưa mới bị ăn hết có một nửa. Nửa còn lại bị thối và bắt đầu lên men do đường trong quả dưa phân hủy khiến nó bị chua. Anh Tư đành phải vứt nó đi và thay bằng một miếng dưa khác bé hơn. Miếng dưa này thì chỉ mất 5 tiếng là đã vĩnh viễn tan vào hư không. Rút kinh nghiệm lần trước, do quả dưa thối nhanh quá nên lần này, anh Tư đã chơi hẳn quả dừa. Bọn sâu thì chỉ sợ không có gì ăn thôi, chứ món nào chúng nó cũng cần tất. Sau 8 ngày thì quả dừa chỉ còn mỗi vỏ và một chút cùi còn dính lại. Anh Tư đã chơi với sâu mấy ngày rồi, nhưng vợ vẫn chưa cho phép anh vào nhà. Hôm nay anh sẽ tiếp tục cho sâu ăn táo để đốt thời gian chờ vợ nguôi giận nhé. Sau 24 giờ đầu tiên quả táo không có mấy thay đổi. Nhưng những giờ tiếp theo, nó bị ăn với tốc độ chóng mặt, ngay cả cuống mà bọn sâu cũng không tha. Sau 110 giờ thì quả táo đã bị nhấm chìm vào trong biển sâu. Quả anh đào này nhìn thôi đã biết rất ngon rồi. Anh Tư có vẻ vẫn còn giấu vợ được nhiều tiền riêng lắm, nên mới có tiền mua nhiều đồ cho sâu như vậy. Ngắm sâu ăn có lẽ là thú vui khó bỏ của anh Tư, cũng phải thôi vì đến tôi đây xem còn bị cuốn nữa là. Mấy quả anh đào này chưa tới nửa ngày đã bốc hơi hết rồi. Nếu đưa cho tôi thì chỉ cần 30 giây thôi. Tiếp theo anh Tư cho bọn sâu ăn một loại cây lạ. Bạn nào biết đây là cây gì có thể comment xuống dưới cho mình biết nhé. Loại cây này đặc biệt ở chỗ, khi bọn sâu ăn xong, chúng sẽ đại tiện ra những sợi tơ dài dính vào nhau, trông như một tấm len dày. Ô quả này là quả gì mà trông vừa lạ vừa quen thế nhỉ? Nhìn giống mấy quả trứng cá mọc đầy đường, hồi nhỏ tôi vẫn hay đạp xe đi hái. Bọn sâu bò tới và bắt đầu bữa tiệc, nhìn những quả mọng nổi lình phình trên đám sâu lúc nhúc, thật là vui mắt. Tôi để ý mấy loại hoa quả nhỏ này, bọn sâu rất thích ăn và thường ăn hết trong khoảng 12 đến 16 giờ. Hãy thử cho bọn nó ăn thức ăn của tư bản xem sao nào. Tôi cá đây là bữa trưa của anh Tư, nhưng do đặt thừa nên anh cho sâu ăn luôn cho đỡ phí. Không ngờ đến cả sâu cũng thích ăn hamburger. Chỉ mất 48 tiếng là chiếc hamburger đã tan thành cát bụi. Anh Tư nhanh tay xúc bọn nó lên, lọc ra được một đống cát. Đống cát này chính là những gì còn lại của chiếc hamburger mà thực ra là chất thải bọn sâu để lại. Đúng là tan thành cát bụi nghĩa đen luôn. Chơi chán, anh Tư bèn mua ớt về cho sâu ăn để xem chúng nó có đánh rắm ra lửa không. Loại ớt này có đặc điểm là cay thứ nhì thế giới. Độ cay của nó được cho là chỉ thua mấy ông phe vé trong concert Blackpink vừa qua. Khi được thả vào, thứ bọn sâu ăn đầu tiên là cuống của quả ớt, do đây là chỗ ít cay nhất. Ăn hết cuống mà vẫn chưa thấy con nào ăn quả, anh Tư bèn cắt nhỏ ra để giúp bọn nó ăn dễ hơn. Đúng như dự đoán, sau khi quả ớt được cắt, chúng ăn không sót một miếng nào, kể cả hạt. Theo như tôi được biết, thì cay không phải là một vị mà về mặt khoa học, nó được tính là cảm giác đau. Nên dù không có vị giác, những con sâu này vẫn cảm thấy vị cay một cách bình thường, thế mới thấy chúng tham ăn tới cỡ nào. Sau màn tra tấn đầy đau đớn thì anh Tư đã cho bọn sâu một quả bơ, coi như quả đền bù. Dù bơ rất dễ ăn, nhưng chúng vẫn cần tới 120 tiếng mới có thể ăn hết được, chắc do miệng chúng vẫn đau sau khi ăn quả ớt kia. Cuối cùng, anh cho chúng nó ăn một cây bắp cải để tráng miệng. Sau khi lũ sâu ăn xong cũng là lúc vợ anh Tư tha thứ cho anh, vì thế nên anh Tư phải về nhà mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày khác nhé!